trường và đội văn nghệ của trường trình bày, gồm có 3 tiết mục. Đầu tiên là tiết mục đơn ca Thằng Cùi do em Nguyễn Thúy Ti lớp 11A9 trình bày. Tiếp theo là 3 ngọn nến lung linh do thầy Chí Tâm và cô Kim Loan trình bày. Và tiết mục thứ 3 là bài ca Con Cá do top múa của đội văn nghệ trường trình bày. Xin mời quý vị thưởng thức. Phối hợp của ban giám hiệu đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, công đoàn
cơ sở trường trung học phổ thông Vị Thanh Long Phú Tổng tổ chức đêm vui hội trăng rằm cho con em cán bộ giáo viên nhân viên của trường. Đó là lý do của buổi họp mặt hôm nay. Vui hội trăng rằm là dịp để các em gặp gỡ, giao lưu và vui chơi thật ý nghĩa. Các em thân mến, về dự với đêm hội trăng rằm chúng ta hôm nay rất vinh dự được đón tiếp. Về phía lãnh đạo công đoàn ngành, xin trân trọng giới thiệu cô Trịnh Thị Ngọc Lệ, phó chủ tịch công đoàn ngành. Về phía nhà trường, xin trân trọng giới thiệu thầy Võ Thanh Sơn, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường, cùng quý thầy cô trong ban giám hiệu, quý thầy cô trong ban chấp hành công đoàn và toàn thể quý thầy cô và phụ huynh, hơn nữa là cùng toàn thể các em thiếu nhi có mặt hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chung. Gửi lên cung trăng để mời chú tụi và chị Hằng để xuống cùng chung vui, nhưng thế này vẫn chưa thấy à. Ủa vậy hả? Tại vì mình chèo cái ghế cây đa xuống á, thành ra là mình không biết là xuống tới đâu và không có nhận được mail móc gì hết trơn. Trời á, bây giờ vậy là hôm nay là đây là trường trung học Tân Thanh hả bạn? À, đúng rồi. Ô, trước tiên là xin chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các em nhỏ của trường trung học của Tân Thanh. Các bạn biết ai không ạ? Các bạn có thể nhận ai không ạ? Ai các bạn? À, đi cùng đi với tôi xin giới thiệu với quý thầy cô và các bạn nhỏ cùng đi với chú cụi, còn có một chị có tên rất là đẹp và cũng rất là xinh đẹp, đó chính là chị Hằng. Xin mời chị Hằng. Em tên gì? Chị đi đâu mất tiêu rồi? Lắc mình ơi, lắc tao tới luôn thôi. Thôi tới luôn đi, tới luôn đi, đừng có lại chỗ. Ừ, đứng lên. Dài chạy nhanh hơn. Rồi thôi là hôm nay là xin giới thiệu với Hằng Nga, là hôm nay mình đang có mặt ở trường trung học phổ thông Vị Thanh. Ở đây có rất là nhiều quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn nhỏ đó Hằng. Trời ơi, hôm nay đông vui quá, có nhiều đồng nghiệp quá kìa. Ồ, như vậy là hôm nay là mình đến đây để dẫn các bạn nhỏ đi rước đèn. Sau đây xin mời các bạn nhỏ, các em nhỏ hãy theo chú Cụi và chị Hằng đi rước đèn một vòng quanh sân trường mình nha. Bạn nhỏ sẽ thắp hai hàng đi phía sau chú Cụi và chị Hằng nha. Mời Thiên Bồng Nguyên Sói cho nhạc lên, Thiên Bồng Nguyên Sói ơi. Rồi bạn nào đi rước đèn thì theo Cụi bạn nha.